Thuật kích hoạt trí tuệ. Kích hoạt là động não, là cách chúng ta chủ động làm cho hệ neuron thần kinh của trẻ vận hành để chúng nhận biết hiện tượng. Hệ thần kinh chỉ vận hành khi có tín hiệu thông tin từ năm giác quan đưa đến. Ba giác quan thường xuyên cung cấp thông tin cho não là thính, thị, xúc giác. Xin trình bày cách vận hành của ba giác quan này để chúng ta có khái niệm về quy trình vận hành xử lý hiện tượng của tâm. Tâm vận hành. Thị giác. Hình ảnh của giò hoa đặt trên bàn chiếu vào mắt, qua thấu kính hội tụ hình ảnh được ghi lại trên võng mạc. Sau võng mạc là hệ thống nhận cảm, mỗi bên mắt có 120 triệu tế bào, trong đó có 7 triệu tế bào nón với chức năng cảm thụ màu sắc và 100 triệu tế bào que giúp nhận rõ hình ảnh. Sau khi cảm thụ, hệ thống dẫn truyền chuyển tín hiệu điện thế hình ảnh màu sắc về khu 17 vỏ não thị giác ở thùy chẩm. Đến đây gọi là thị giác nguyên phát có hình nhưng tâm chưa nhận biết nên tiếp tục chuyển đến khu 18, chính thuộc khu liên hợp thùy đỉnh chẩm thái dương khu nhận thức. Khi tín hiệu về khu nhận thức, tâm mới nhận biết rõ hình ảnh đó là giò hoa. Thính giác. Tai là nơi tiếp nhận âm thanh. Âm thanh là kết quả của nhịp đè ép giãn nở không khí theo chu kỳ, được dẫn truyền qua dạng sóng âm. Sóng âm được dẫn truyền qua 4 bộ phận của tai. Vành tai hướng sóng âm đưa vào màng nhĩ ở tai giữa. Màng nhĩ rung động theo cường độ sóng âm rồi chuyển vào bộ phận nhận cảm ở tai trong cơ quan Corti nằm trên màng nền ở tầng giữa với hàng triệu tế bào, biến sóng âm thành tín hiệu điện thế. Sau đó, bộ phận dẫn truyền chuyển các xung động thần kinh đến trung khu 41, 42 ở thùy thái dương. Đến đây gọi là tín hiệu nguyên phát, cảm giác được tiếng động nhưng chưa nhận thức âm gì. Tín hiệu điện thế được tiếp tục chuyển về khu 22 thuộc khu liên hợp nhận thức thì tâm mới nhận biết rõ loại âm thanh. Xúc giác. Da là cơ quan của xúc giác, có hai lớp. Lớp thượng bị epidermis y ở bên ngoài dày 20 đến 1.400 micron, không mạch máu, có chức năng bảo vệ cơ thể, điều hòa thân nhiệt, bài tiết mồ hôi. Dưới thượng bì là lớp bì dermis hoặc corium chứa các mao mạch và đầu các sợi thần kinh xúc giác. Trong lớp bì có 5 loại tiểu thể thần kinh tận cùng corpuscula nervosa term in ali có chức năng tiếp nhận các cảm giác đến với da. Mát, ấm, nóng, lạnh, run, đau, dày, mỏng, vóc, thể dạng hình được các tiểu thể thần kinh tận cùng tiếp nhận đưa qua thân, bụng sau bên của đồi thị và chuyển về vỏ não ở thùy đỉnh thuộc khu liên hợp nhận thức để nhận biết rõ cảm giác. Tâm vận hành. Khu liên hợp thùy đỉnh chẩm thái dương ở giữa đỉnh đầu còn gọi khu nhận thức, Phật giáo gọi căn ý, niệm đầu, Phật tánh. Nếu đỉnh đầu bị đập mạnh, khu liên hợp này bị tổn thương thì người ấy sẽ mất chức năng nhận thức thông tin từ năm giác quan. Vẫn thấy nhưng không biết hình ảnh gì, nghe được nhưng không biết âm thanh gì, có xác không hồn. Khi tín hiệu của năm giác quan đưa đến, tâm liền nhận biết rõ ngay và có chức năng xử lý thông tin vừa nhận được. Khu liên hợp này có 4 chức năng: nhận thức rõ thông tin, đáp ứng phản hồi thông tin, hủy bỏ thông tin, lưu trữ thông tin. Khi tâm xử lý thông tin, theo phản xạ bản năng, tâm người thường sử dụng chức năng đáp ứng phản hồi. Nếu tâm muốn đáp ứng phản hồi, khu nhận thức sẽ chuyển tín hiệu điện thế đến khu Broca trú khu 44 đến 45 thuộc thùy tráng bên của bán cầu trái. Tín hiệu đến đây liền có sự bổ sung phối hợp cộng hưởng của nhiều loại neuron thần kinh cảm xúc ở khu 38 vỏ não trước trán thọ uẩn, khu tưởng tượng vẽ vời tưởng uẩn với các loại cảm xúc, so sánh, phân biệt hơn thua, tính toán. Cùng lúc đó, khu Gettnicker ở thùy thái dương trái nhận thức lời nói tác động đến cơ quan phát âm và phối hợp với khu liên hợp vận động ở thùy tráng cơ bắp tay chân để thể hiện bằng lời nói cùng cử chỉ hô tay múa chân hành uẩn. Nếu tâm muốn lưu trữ hoặc hủy bỏ, khu nhận thức sẽ chuyển tín hiệu điện thế đến hệ limbic, hệ viền não. Nếu hủy bỏ, hệ limbic gửi trả tín hiệu cho hệ thần kinh vừa chuyển đến tâm để hủy vào các túi xỉ nấp dọc theo sợi thần kinh đó. Nếu lưu trữ, hệ limbic chuyển tín hiệu về khu hải mã hippocampus, tiềm thức, tàng thức nằm ở phần giữa vỏ não thùy thái dương của cả hai bên. Phương pháp kích hoạt. Hoạt động của bé trong 3 năm đầu đời thường theo phản xạ vô thức. Lúc bấy giờ ý thức chưa có nên mọi thông tin từ năm giác quan đưa đến khu nhận thức phần nhiều không được phân loại để hủy bỏ hay lưu trữ, mà toàn sử dụng chức năng đáp ứng phản hồi. Đó là phản xạ vô thức của một giai đoạn. Nhờ vậy mà nhiều hệ thống neuron thần kinh mới được kích hoạt vận hành thường xuyên, vận hành nhiều não bộ càng linh hoạt. Giai đoạn phát triển vô thức rất thuận lợi cho việc kích hoạt. Nếu cha mẹ muốn kích hoạt mạch tài năng nào thì cứ tái lập thường xuyên loại hình kích hoạt đó. Như trường mầm non thường phát thanh những bài hát thiếu nhi, sau vài tháng các bé trong trường đều hát được đúng với tiết điệu, cường độ cao độ. Nghe nhìn vận động và bắt chước là phương tiện kích hoạt rất hiệu quả, chẳng những cho trẻ em mà luôn cả người lớn. Trẻ rất nhạy cảm với mọi cảm xúc, sẽ bắt chước từ lời nói, cử chỉ đến hành động của những người mà trẻ thường tiếp xúc. Những cái nghe nhìn đó sẽ đi vào tiềm thức, trở thành chuyện thường ngày và sẽ định hình tính cách, nhân cách sau này của trẻ.
có nhiều cha mẹ vô tình kích hoạt, thường cho con mình nghe nhìn những lời lẽ hình ảnh hung dữ lúc cãi vã gây gổ bạo hành, nên bé dần dần tiêm nhiễm bắt chước và trở thành con nhà nòi, đầy chất máu lưu manh. Khi lớn trẻ rất khó dạy, cha mẹ mới đổ trúc cha mẹ sinh con, trời sinh tánh, thật oan cho ông trời. Có nhiều phương pháp kích hoạt, giai đoạn phát triển vô thức, chúng ta áp dụng phương pháp nghe nhìn vận động. Sang giai đoạn phát triển có ý thức 3 đến 9 tuổi, ngoài phương pháp nghe nhìn vận động chúng ta kích hoạt theo thứ tự từng khâu, quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp, nhận thức, suy luận, tư duy. Hoạt động tầm cao của tư duy là năng lực tưởng tượng và năng lực sáng tạo. Ví như bạn cầm tay trẻ đưa đến gần lửa, trẻ sẽ rụt tay lại. Đó là việc cung cấp tri thức cho trẻ thông qua xúc giác sẽ tạo ra phản xạ tự vệ, là hình thức kích hoạt đơn thuần. Nếu bạn hỏi vì sao con rụt tay, trẻ trả lời nóng. Trước khi trả lời, thông tin nóng sẽ đi qua bộ phận nhận cảm, nhận thức rồi trẻ mới có câu trả lời đáp ứng. Đó là kích hoạt với hình thức cao. Một ví dụ khác, bạn hỏi con có thương mẹ không? Trẻ sẽ trả lời theo phản xạ cảm ứng, không cần động não có hoặc không. Như vậy không phải kích hoạt. Nếu bạn hỏi tại sao con thương mẹ? Trước khi trả lời, não trẻ huy động hệ thần kinh ở bộ nhớ tiềm thức, hệ nhận cảm, hệ nhận thức khu ghét nít cơ, hệ tư duy, mới hiện ra trong ý thức để trả lời đúng với tâm trạng, đó mới là kích hoạt. Vậy kích hoạt là thông tin từ giác quan đến não có tác động làm cho trẻ vận dụng tư duy động não để đáp ứng phản hồi. Xin gợi ý vài dạng kích hoạt, cho trẻ quan sát 10 trái banh nhựa, yêu cầu trẻ tách thành nhóm đồng kích cỡ và cùng màu quan sát, so sánh, phân biệt. Sau chuyện kể, cho trẻ tóm lược mỗi đoạn và tóm ý câu chuyện phân tích, tổng hợp. Cho trẻ chứng kiến cảnh người tật nguyền hát dạo hoặc cảnh cứu trợ người cùng khổ gợi ý cho trẻ nhận thức, suy luận, tư duy. Tóm kết. Muốn trẻ phát triển tốt, cha mẹ nên thường xuyên kích hoạt sự vận hành não bộ trẻ qua các dạng hình mang tính giáo dục. Có nhiều phương pháp kích hoạt giúp trẻ động não tư duy, nhưng tóm gọn chỉ trong 3 động tác nghe nhìn bắt chước. Cha mẹ nên kích hoạt trẻ trong thời phát triển vô thức để có thói quen tốt, lâu dần trở thành tính cách và nhân cách con người. Trẻ nên hay hư đều tùy thuộc vào cái nghe nhìn bắt chước trong gia đình, trường học và ngoài xã hội. Cảm ơn quý bạn đã chú ý theo dõi.